đó. Chú bỏ vô cái dĩa này nó ăn nó mới vừa ba phần. Đúng rồi, vừa ba phần chú. Họ phải mất công bỏ hộp á, đó, ăn tại chỗ luôn nha. Hôm nay là ăn đúng nghĩa là đường phố luôn, đứng ngay chỗ ngoài đường ăn luôn á. Rồi, hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube Bếp TV của tụi mình nha. Và hôm nay thì mình cũng bây giờ là khoảng tầm 4-5 giờ chiều rồi. Thì mình có biết được một cái thông tin là một cái chú bán chim trên đường số 100 ở đường Bình Thới, Bình Vô. Đó, thì nó coi như thế này. Bữa giờ là hai anh em mình đi săn lùng, đi kiếm. Săn lùng, đi kiếm mà cũng không thấy nha. Tại vì chú bán dọc con đường này. Đúng rồi, chú bán dọc con đường này cho nên có lúc hình như là của chú đâm vô hẻm hay sao á. Rồi có lúc thì chú đứng ở ngoài ngoài đường. Cho nên mình kiếm mấy hôm rồi. Hôm nay thì vô tình mình thấy chú nhích lên xíu ở gần cái khu phố á, khu phố Văn Hóa, khu phố 2 á. À, hôm bữa là đứng bên khu phố bên đó. Đứng bên khu phố bên đó đó. Đó, ngay cái bạn đó đó. Đó, và hôm nay là chú đứng xịt lên xíu. May quá mình đã tìm được chú rồi. Đó. Rồi. Tới. Hỏi thăm chú như thế nào. Rồi mọi người mình đi thôi. Đây chú đây. Đó xe đây nha mọi người nha. Đấy, dạ con chào chú. Chú tên là chú Thòn. Chú còn tên nào khác không chú, hay là tên tên thiệt phải không? Tên thiệt là tên giả? Tên thiệt luôn á chú. Tên thiệt là Phạm Văn Ba. À Phạm Văn Ba. Rồi. Chú là người Hoa. Ồ chú là người Hoa. Ồ. Dạ. Hôm nay chú bao nhiêu tuổi rồi chú? Có 76, mới 13 tuổi rồi. 13 tuổi. 76 tuổi rồi nha mọi người. Quá. Sinh ngày 1 tháng 6 1945. Ồ. Quá. Hôm nay chú còn khỏe quá. Chú bán một chiếc được bao nhiêu năm rồi chú? Trời, là 4 với 2 mới có 6 năm rồi. 42 năm. 42 năm. Ồ, hợp quá. Chú bán là trên con đường này hay là chú có đi ở dưới có tí đường khác không chú? Đường này không. À đường này không. Chưa ra đường Lăng Quân, chưa ra đường Lăng Quân. Chưa ra đường Mình Thới. Chú bán từ thời gian từ mấy giờ đến mấy giờ chú? Hồi lúc trước á thì 3:30 4 giờ. 3:30 4 giờ. Chạy đi vòng vòng. Dạ. À, giờ tới 5:30 6 giờ là về. À 5:30 6 giờ về. Ủa chú bán có mấy tiếng à chú? Có 3 tiếng rồi chú ạ. Có 3 tiếng rồi. À. Wow. Vậy là bây giờ ai mà muốn ăn là phải đi vòng vòng kiếm chú rồi đó. Vòng vòng kiếm hơi cực á. Cái làm giờ là ở đây đậu cho tới 7 giờ luôn. À đậu tới 7 giờ luôn. Tại vì lúc đóng giờ đóng rồi. À đúng rồi. Ra nhảy không được. Dạ đúng. Không nên bốc đó là 3 giờ phải ra đây chứ là đâu có đi vòng vòng ra. Chú bán ở đây thì trên đường này chú có nghỉ ngày nào không chú, hay như ngày rằm, ngày chay, ngày 1, ngày 15 chú nghỉ ngày nào không chú? Không có nghỉ. Không nghỉ ngày nào luôn. Mùng 1 Tết rồi mình nghỉ. À mùng 1 Tết không nghỉ luôn rồi mọi người nha. Dạ vậy vậy nhà chú ở đâu chú? Dạ chú 102. 102 trên 92C. À hẻm 102. À 92 rồi. Đúng. 102. Số nhà chú là 102 trên 92C. À là 100. Dạ. Dạ được 100. Ủa vậy là chú có con cháu gì không sao chú? Lùm hết. Dạ. Chắc chim ăn chim nở.
Chú quá vui, quá. Vui quá. Vui quá. Ở đây chú chỉ bán bột chiên là chú không có bán nuôi chiên hay là há cạo bánh mì hay là chú? Há cạo, mì xào hay là hủ tiếu xào không có bán. Không có bán, chỉ bán bột chiên thôi. Một đứa một con chiên. Dạ, một đứa một con chiên. Con thấy ở đây nó hơi đặc biệt xíu ha. Giá cả ở đây chú bán bao nhiêu rồi chú nhờ? 25. 25. Là bình dân á. Dạ. Dạ. Chỗ khác là không có à. Dạ. Chỗ khác từ 30 luôn, từ bên mấy à. Dạ. Ở đây á, có người mà ăn bột chiên số người trình độ cái bao mình thấy trong sạch bảy phải không là chiều cho đi mua cho họ, mà họ phải chút xíu được 35 ngàn. Dạ. Ở đây mình có chạm bán nó 35 ngàn. Dạ. Rồi bây giờ Lộc muốn ăn mấy hộp? Hấp dẫn quá. Ủa dưới đây là còn nữa chú hay là hết rồi chú? Còn nữa hả? Còn. Nè chú đang làm nè. À. Wow. Đó. Rồi chú làm cho con 3 phần đi chú ha. Rồi 3 phần. Rồi, sau một hồi đứng nói chuyện với chú, tâm sự thì bây giờ Lộc đã gọi 3 phần. Đúng rồi, 3 phần. Thì mình thấy chú bán dạo á, cho nên nhiều có nhiều thứ á, chú còn thiếu cho nên mình nghĩ là thôi, tạm chấp nhận là được rồi. Có thể là chú chưa có gọi đủ nè, đúng không? Rồi tương về mặt tương, rồi muốn để nó còn hạn chế. Nhưng mà mình quan trọng là cái hương vị nó như thế nào thôi, đúng không? Mình thấy cái bánh này rất là lạ. Rồi, mời mọi người nha. Tại vì thường thường nó lọc cái miếng bột chiên mà mình ăn bình thường á, người ta sẽ xách cái miếng nó to hơn, cái bề ngang nó to hơn. Cái hình vuông và nó hơi dẹp trước. Còn bánh này á thì nó dài. Đâu? Nó dài, nó hơi cháy xíu nhưng mà vậy thôi. Biết tại sao cháy không? Tại hồi nãy đứng nói chuyện với mày á Lộc. Ừ. Nhưng mà cháy á thì sẽ làm cho cái bọn nó hơi giòn, nhưng mà không có bị khét thôi nha mọi người. Đó, bên trong á thì nó béo béo. À hôm nay tại vì chú bán là không có bàn ghế gì hết, chú cứ đi vào chú bán đi thôi. Nhưng mà thực sự là nói rất là nhiều người ghé tới mua, mọi người có thể xem là đây bên này cũng có quá trời người đợi luôn nè. Đó, chú rất là vui tính, bán không có đặt qua app cho nên là mọi người cứ coi trên Béo TV hoặc là gõ bột chiên chú Thòn để mình nhắc địa chỉ cho ha. Thì ở đây sẽ là đường 100 Bình Thới, phường 14, quận 11. Chú bán dọc con đường này. Chú bán dọc đây cái gần nhà chú á. Gần nhà chú là số 102, đường số 100 của đường Bình Thới. Ồ. Nói chung là cũng vòng vòng khu này thôi. Nó vòng vòng trong cái nhà chú ở trong hẻm số 92C, chú ra đầu hẻm là khoảng 42 dọc đó. Nói chung là khoảng độ tầm từ 50m đến 100m là gần nhà thôi. Tính ra 3 phần nhiều quá, 25.000 một hộp á. Này như một trứng á. Nước mắm sao Lộc? À nước tương chứ hả? Nước tương. Nước tương của nó hay lắm. Nó hay ở chỗ là nãy chú có cho cái giấm vô á. Đúng rồi. Nó làm cho cái hương vị của nước tương nó lạc, nó khác biệt đi. Mình thấy là chỉ có bột thôi à. Ở đây chỉ có bột, trứng, rồi hành. Đúng rồi. Rồi hết rồi đó. Không có nuôi. Không, nhưng mà thấy hình như thấy cái tương ớt á, chú hồi nãy chú nói là tương ớt. À cái sốt tương ớt là trộn với gì ớt xay nữa. Thế nên là cái ớt sốt ớt nó sệt sệt nè. Đó đó đó, cái miếng đó ăn thử cái miếng đó coi. Nó có ngọt ngọt không vậy? Không ngọt. Hơi cay, chê the, không có vị quá cay. Tại vì nhìn cái miếng bột chiên này nè, là mình liên tưởng tới cái học mười mấy năm trước á, mình còn đi học á, mình ăn ở trong trường á, cái miếng bột chiên nó cũng y như vậy luôn nè. Chứ nó không có như bây giờ, miếng bây giờ cái miếng cái bản nó to hơn và cái màu của nó trắng hơn nữa. Chú lấy biệt danh là chú Thòn. Nghe giống như là trong
trong truyện tranh á, hồi xưa có đọc truyện tranh Chú Thòn á, cái bộ truyện tranh đó là xuất phát từ Hồng Kông, đúng rồi. Cái bộ truyện tranh đó lâu đời lắm rồi, xuất bản từ năm 1962 lần tới bây giờ là khoảng 60 năm rồi đó. Sau này là nó được biến thể thành phim hoạt hình, phim hài. Hồi xưa nhà mình là toàn mua đĩa coi không á. Và cái tập mình phát coi nhớ là cái tập là Võ Tòng Đảo Hộ hả? Đúng rồi. Võ Tòng Đảo Hộ á. Coi mắc cười lắm. Mà nghe nói là cái ông mà họa sĩ viết chuyện nó vẽ chuyện nó bây giờ ông qua đời rồi, ông qua đời cũng phải 3-4 năm nay rồi. Ông tên là Vương Trạch. Vương Trạch đó. Ừ, Vương Trạch, người Hồng Kông mà. Nhìn chú có cái nét hề hề vui tính ấy, giống giống như ông chú Thòn ở trong phim đó. Nhanh quá ta, hết rồi nè. Ủa tính ra dĩa khổng lồ, tính ra cũng đâu đã đâu ha. Lộc ăn chắc còn được 2 phần nữa. Nhưng mà ở đây bánh này toàn bột không à. Bánh nhiều nó hơi ngán chứ không à. Nói chung là hương vị vừa miệng của mình. Chà, nhìn Lộc ăn thèm quá, chắc tí mình mua một hộp mang về. Nóng hổi luôn ha, ăn tại chỗ á, tại chứ giờ mà xà mua về á thì nó sẽ bớt ngon rồi. Ở đây bán món bột chiên nè, không có bán thêm nui hay là bánh hè hay bánh sánh khoai môn gì hết á. Ăn vậy nó hơi cực nhưng mà vui đúng không? Chà, 70 mấy tuổi là vậy là chú bán từ cái hồi mà chú còn thanh niên á, 30 mấy tuổi á nha. Chú bán 42 năm phải không? 42 năm, ừ, 76 trừ 42 năm. Bán hồi 30 mấy tuổi á. Hôm bữa có người còn tới đi mua để ủng hộ để mà đi đem đi từ thiền nữa kìa. Rồi ăn xong là chúng ta sẽ không biết là cái dĩa này đem rửa ở đâu bây giờ. Đem về nhà rửa. Rồi ok. Xong. A few moments later. Bây giờ chú cũng có khách đông quá. Đúng rồi. Đó. Rồi tính tiền đi về thôi. Tính tiền đi về cũng có hết bao nhiêu rồi chú. Khỏi khổ đi. Trời ơi, chú nói vậy con ngại chết luôn á chú. Đúng rồi. Đúng rồi. Cũng được. Thôi. Thì thay bây giờ chú kêu khỏi đi thì nhưng mà thì năm mới năm có chút lì xì không thiếu chú, còn chúc chú lúc nào cũng sức khỏe để có sức khỏe đi bán phục vụ cho những người khán giả cũng như là những người mà người ta thích ăn cái món bột chiên của chú. Đó, lúc nào chú cũng mạnh khỏe tươi đời và đặc biệt là cũng may mắn lắm nha chú nha. Năm mới bạn sự nghĩ nha chú, mặc dù hôm nay vẫn còn dịch nhưng mà chú đi bán như vậy con luôn chúc chú là không có sự chắc trở trong công việc. Rồi, gửi chú. Dạ rồi. Cảm ơn chú nha. Rồi. Dạ rồi. 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 Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video clip của tụi mình. Thì nếu như mọi người thấy hay và ý nghĩa thì hãy đừng quên để lại cho tụi mình một like và một đăng ký kênh. Rồi ngoài ra thì mọi người hãy để lại comment bên dưới để tụi mình xem xét và ra những video sau tốt hơn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video clip tiếp theo. Bye bye. Yeah.